Xin chào tất cả các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay bên em tiếp tục về cái tấm pin mono có công suất là 450W. Pin này là pin của thương hiệu Longji các bác nhé, một trong những cái thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Các bác vào search mạng các bác biết ngay. Đấy, thì đối với cái tấm pin này, nó được sản xuất với công nghệ hiện đại nhất hiện nay, đó chính là công nghệ 9+3. Đấy, các bác có thể thấy nhé. Nhìn một cell pin là nó chia ra là thành 9 phần. Đấy, pin này là pin H-cell. H-cell thì là nó chia ra cái tấm pin này là thành 2 phần. Đấy, các bác có thể thấy rõ cái đường kẻ ở giữa. Đấy, chính là nó chia ra thành 2 phần. Thì tổng cộng của một tấm pin này là 144 cell. Sau đây em sẽ quay cho các bác xem cái thông số kỹ thuật của nó ở phía sau. Đây là mặt sau của tấm pin. Đấy, nó được thiết kế là một cực âm và một cực dương. Đặc điểm của cái tấm pin H-cell này thì là khi mà bị nắng che một phần thì mặt pin kia nó vẫn hoạt động rất là hiệu quả và hoạt động tối đa công suất. Pin này nó có độ dày là 4 cm các bác nhé. Pin rất dài dặn, rất là nặng. Pin này mà vận chuyển thì rất là mệt luôn. Sau đây em sẽ quay rõ về cái thông số kỹ thuật của nó để cho các bác lựa chọn sao cho phù hợp với cái hệ thống điện mặt trời mà các bác định dùng và muốn dùng. Đây, em sẽ lấy nét, các bác đợi chút. Đấy, các bác có thể thấy pin này là pin Longji Solar với công suất là 450W với sai số cộng trừ là 5W. Với cái điện áp ở mạch là 48,38V và cái điện áp làm việc là 40,5V. Cho ra cái công suất làm việc danh định là 11,26A và cái công suất làm việc là 10,74A. Đấy, pin này là pin cấp A các bác nhé. Pin rất đẹp luôn. Đấy. Đấy, vừa rồi thì em đã quay cho các bác những cái thông số cơ bản nhất. Đấy, các bác mua pin về thì các bác có thể nghiên cứu thêm. Em cũng ít thời gian lắm, rất là nhiều việc các bác nhé. Đấy, các bác mua pin năng lượng mặt trời từ các loại công suất, ví dụ như 100, 150, 180 hoặc là 200, 270, 275, 310, 315, 345, 360, 395, 385. Và ngoài ra còn có cả những cái tấm to, ví dụ như đầu 4, ví dụ như 410, 415 và 450. Đấy, các bác lựa chọn pin thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình nhá. Và các bác cần tư vấn gì về năng lượng mặt trời thì các bác cứ liên hệ với em qua Zalo 0384770703 này các bác nhé. Đấy, thì nếu như các bác mà ở miền Bắc mà hiện nay cứ lo là không sợ kiểu đầu tư năng lượng mặt trời ấy, thì không hiệu quả, nhưng mà thực tế với các bác là quá hiệu quả luôn. Sử dụng điện mặt trời nếu như các bác không tận dụng được cái nguồn thiên nhiên này thì quá phí luôn. Các bác nhớ hãy đăng ký kênh của em nhé để theo dõi những cái video mới nhất mà em ra nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.